Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình thiết đặt một cái thêm Iron Man theo cái chủ đề đen trắng như vậy nè trên những cái thiết bị Xiaomi và Redmi. Thì cái này chúng ta chỉ tùy chỉnh thêm với lại widget nha. Thì thành ra là bạn nào cũng có thể thực hiện được. Thì mời các bạn cùng theo dõi video với mình để cùng thiết lập cái thêm này trên cái dòng thiết bị của các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào thiết đặt cái thêm Iron Man lên trên cái dòng thiết bị Redmi Note 11 này. Thì trên cái dòng Redmi cao của mình thì mình để qua một bên nha. Giờ mình sẽ thiết lập trên cái dòng Redmi Note 11 để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu để dễ dàng thực hiện. Đầu tiên thì chúng ta sẽ di chuyển những cái icon trên cái màn hình chính này nè, màn hình chính mặc định đó, chúng ta sẽ di chuyển qua bớt qua bên một cái màn hình khác nha các bạn. Thì sau khi mà chúng ta đã di chuyển bớt những cái icon ứng dụng qua bên thư viện khác rồi nè, thì những cái icon dưới thanh dock thì chúng ta di chuyển lên bên thanh ngang này nha, bên phải. Và chúng ta xóa bỏ cái widget đồng hồ với lại cái thời tiết đi. Rồi lúc này thì các bạn truy cập vào cái link trong phần mô tả video, tải về cho mình một cái hình nền. Rồi cái hình nền của nó trông như thế này. Bạn tải cái hình nền này về và để trong thư viện của máy để sẵn đó. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào ứng dụng chủ đề, tải về cho mình cái chủ đề đầu tiên đang hiển thị trên màn hình. Thì chúng ta bấm tải về. Rồi bây giờ các bạn bỏ hai cái dòng đầu tiên và cái dòng biểu tượng đi, chúng ta áp dụng cái hệ thống cho cái chủ đề này nha. Rồi chúng ta qua chủ đề thứ hai, các bạn cũng tải cái chủ đề thứ hai này về. Sau khi tải xong thì chúng ta bỏ cái phần hệ thống, chúng ta áp dụng cái phần biểu tượng. Rồi tiếp theo chúng ta qua chủ đề thứ ba. Rồi các bạn tải cái chủ đề thứ ba này về. Chúng ta sẽ áp dụng cho nó là màn hình khóa, còn ba cái còn lại thì chúng ta không áp dụng nha. Rồi bây giờ thoát ra. Thì lúc này cái giao diện màn hình của chúng ta trông như thế này. Bây giờ các bạn đổi cái hình nền nha. Rồi chúng ta tìm tới cái hình nền mà chúng ta đã download lúc nãy trong cái link phần mô tả video. Chúng ta đặt hình nền. Bây giờ chúng ta sẽ thu phóng nha. Chạm vào để xem cho nó hiển thị qua bên ngoài hình. Bạn căn chỉnh sao cho nó phù hợp. Lúc này chúng ta bấm áp dụng. Đặt là màn hình chính. Rồi thì lúc này chúng ta được một trang màn hình giống như vậy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển tiếp những cái ứng dụng qua bên đây. Sau khi chúng ta chuyển những ứng dụng qua bên đây thì chúng ta được một hàng ứng dụng bên đây. Đây là hình nền. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái widget ở chỗ này. Thì các bạn truy cập vào CH Play nha. Các bạn tìm cho mình một cái ứng dụng là Android 12 widget và các bạn tải về máy nha. Bây giờ chúng ta nhấn vào màn hình chính, chọn tiện ích, chuốt tìm tới cái phần Android widget chúng ta vừa tải về. Rồi chúng ta sẽ lựa widget ở trong đây, widget đồng hồ tròn. Bật cái dòng này lên. Và chỗ Select App to Open on Top này chúng ta sẽ chọn đồng hồ ở đây nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta chọn màu cho cái widget đó. Add widget. Giờ ta thu phóng cái widget cho nó phù hợp với cái hình nền của chúng ta. Rồi, vậy là chúng ta đã tạo được một trang của cái thêm Iron Man này rồi nè. Thì lúc này trên màn hình khóa đã có cái giao diện động của cái thêm Iron Man rồi nha các bạn. Thì chúng ta áp dụng cái màn hình khóa thì chúng ta có được giao diện này. Mà nó có cả âm thanh luôn. Rồi thì chúng ta vừa tạo được một trang ứng dụng. Đối với những cái trang còn lại thì các bạn cũng thực hiện tương tự nha. Chúng ta cũng di chuyển cái icon qua một bên như vậy. Bạn nào muốn cái widget có cái đồng hồ như vậy thì vào CH Play tìm cái widget Retro Clock widget này nha. Rồi thì tùy theo các bạn muốn tạo được bao nhiêu trang của cái theme này thì chúng ta tạo thủ công bằng tay nha. Sắp xếp những cái icon qua bên phải này, tạo một cái widget và đặt cái hình nền cho nó nằm ở bên trái này. Thì lúc này chúng ta tạo được một cái theme của Iron Man giống như vậy nè. Nhìn nó đơn giản nhưng mà nó khá là đẹp. Còn trên màn hình khóa thì chúng ta có giao diện động của cái theme Iron Man này. Rồi
Thì video này chia sẻ với các bạn cách để mà mình cài được cái theme Iron Man theo chủ đề đen trắng như vậy nè, nhìn cũng khá là lạ mắt và ít người sử dụng. Thì các bạn nào mà muốn sử dụng thì cài đặt theo những gì mà mình chia sẻ lúc nãy giờ nha. Thì các bạn có thể mang được cái giao diện của theme Iron Man này lên thiết bị của các bạn. Rồi video của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.